Sáng luôn quá, dạ, vui quá, quá xá là vui. Cảm ơn Khương Diệu là cái thằng nhiều, cảm ơn tụi tôi nghe thăm nó tới hả mày? Có ai vậy? Anh ơi, ai? Chú hai nè mày, ai? Chú hai nè. Trời ơi, chú hai. Hồi nãy giờ con gái tao nó hát tao ngủ, tao nghe mày hát tao ra liền. Trời ơi, tao mê mày lắm á. Trời ơi, cảm ơn chú hai rất nhiều. Ủa, mày cũng mê tao sao? Bữa nay sinh nhật tao mày tới mày hát vậy? Trời ơi, phải đến chứ. Vậy hả? Đến nhà chẳng những đến đây mà còn mời anh Bảo Trung Danh Hài đến. Dạ, nữa. Cảm ơn mày đưa bông đây, tao đem vô. À, mày hát đi, kiếm bông nữa tao đem vô. Trời, để mua đủ cái hồi chú cháu mình. Lại đây nghe chú. Ừ, hát đi mày ơi, bà con quát vỗ tay quá chừng. Dạ. Mày có cái bài ruột rồi mày hát cơ gửi bằng mắt nghe chú đã nghe không? Dạ. Ừ, xíu tao ra nữa. Tao nhân quan cái nữa. Dạ. Dạ nhớ rồi, nhắc chuyện xưa. Dạ. Khi đường tương lai mình mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai.
chưa hết hơi nữa. Dạ. Ai? À, bà con cũng rất thân mến, bữa nay đêm nhạc bà con bác tới ủng hộ nhiều, cho nên là bà con bác đứng đông đông ngoài á, bà con bác lưu ý là có mấy kẻ xấu người ta đang móc túi á. Hồi nãy có một chị bị móc túi, cái này nói thiệt không phải trong kịch nha, cái này nói thiệt, bà con bác lưu ý nè. Mấy chị mà đứng ngoài hàng rào á, để ý mấy chị, mấy chị tại có nãy có móc túi. Dạ, để ý coi mình có ngồi rớt bóp luôn không, có rớt cái gì không. Bay có rớt gì không, chơi rớt gì không, cái mò giùm coi rớt gì không, để tao mò nha. Mày hát thì mày hay quá vậy, mày chia tao biết vô sao rồi công nhận nha. Hôm nay ơi, tao chú hai ở chú hai, tao chú hai bấm không. Dạ chú hai ơi, sao? Bây giờ có bà con có bác yêu cầu mà Võ Đông Sơn, bây giờ chú hai có thể giúp con xíu được không? Chú hai hát nhà gì? Thôi tao hát nhà rồi em ơi, đó mà tao khổ không ta, nhắc cho chú hai yên tâm đi, nhắc phải không. Dạ tao nói mày, bữa nay á là sinh nhật tao. Dạ tao đâu có tổ chức, mà có hai đứa con nó tổ chức xong nó mời ban nhạc, bữa nay ban nhạc đánh hay không, quá tuyệt trời. Thấy đó, cái thằng bên bìa đó đó. Đó, thằng đó thằng Nhi nó chơi là keyboard. À. Cái thằng ngồi giữa thằng Trung. À. Nó chơi keyboard luôn, nó thí sinh sau bục giường. À. Cậu thằng đeo cái đen đó. Thằng đó là thằng Tú. Tú nó chơi guitar tổ cho mày đánh không? Đánh được không? Quá tuyệt vời. Ừ. Trên cả tuyệt vời. Ừ. Bà con bác ban nhạc chàng pháo tay. À. Dễ thương lắm. Nên nó quang quang hả? Cái gì? Nói vòng vòng, hồi đừng lấy bỏ vô nghe. Hát bài Võ Đông Sơn mà được vô à. Võ Đông Sơn bà Thu Hà hả? Đi cơm nó rơi. Chú hai được không? Vậy cho tao nhớ xin như đâu tao hát cái đó nghe. Chú hai mát thì vỗ tay. Ờ. Mà hồi đó tao nhịp nhàng dữ lắm mà giờ già rồi nó gớt, hơi gớt nghiệm xíu. Ai già rồi cũng gớt nghiệp thôi mẹ ơi, mày hỏi mấy bà, mấy cô mấy dưới coi thôi. Không? Không phải đâu. Chú hai khiêm tốn á. Ừ. Chứ thật sự là bộ nhịp cứng khừ luôn. Dạ. Vậy hả? Đúng rồi, nghe biết rồi. Tao mà hát được là bố tao tự tổ chức luôn á, tao mà mày đi ăn. Rồi bây giờ thử coi nha, hỗ trợ thử coi sao. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không sao. Nè bà có bác tặng mày nè. Dạ. Tao gửi lên mày luôn. Rồi. Mày hát hay quá rồi, giờ sao? Quý vị ơi, quý vị mình còn sức chịu đựng không? Thôi bà con bác đang gác lần lô cuối, tự nhiên nãy mày chỉ tao hát như vậy. Hát làm lộ hết. Hát làm lộ hết. Ừ. Thường ngày tao vô phòng thu luôn không mà. Mày cứ tôi cho đứa tôi hát mày. Thôi nhường sân khấu rồi mày hát. Mày còn mấy cái trích đoạn hay lắm, tao mê lắm á. Dạ. Có cái tuồng gì mà mày đạp xương gà gió cát nhớ gì đây đó. Đạp xương gà. Ừ. Không phải đạp xương gà là má dượm xương chùa. Ừ. Ừ. Nhiều tuồng lắm. Em đạp xương quen á. Để mà con cô bác muốn Thanh hát bài gì mà cô bác ơi. Nó nhiều bài quá mà không trang nghĩa mẹ hả? Em ơi anh cần biết rằng em đã khổ đau đớn khi nhìn anh ngày càng không thể nhìn anh biết phải làm sao trước tâm tình đây phải đầm đầm giữa bao lâu thương mà thời gian qua lòng anh cũng nhớ biết bao giờ còn kỷ niệm xưa nhớ nhau nhau bằng bao tay đôi tay đua tay chân chân vừa ba không còn một người bên nhau dù chỉ là đây chỉ là ngoài trong nhưng anh sống nhớ tình em qua kỷ niệm. Đã quá mà tao nghĩ hát ít ít thôi mà để mốt đám dỗ nhờ ba chú thêm hai mày qua mày hát nữa chứ mày hát hết rồi mốt lấy gì hát hả không chú hai yên tâm đi nha, mày còn nhiều bài đó hả? Trời ơi, đáp lại tâm tình của khán giả cho nên con cố gắng học nhiều bài lắm. Ừ, như là đạp xương gà nãy chú hai nói á. Ừ, mày đạp xương gà đi. Bây giờ chú hai đạp xương gà là con gửi cho. Thằng Năm đạp xương gà cho mày nghe. Dạ, đạp xương gà đi con vô cổ luôn. Cái gì quá đâu. Ừ, để tao đó tao theo tụng đều học cả lương ngoại tao nghề chứ nó bỏ lâu quá vô nha. Rồi tôi từ miền xa xôi lắm đạp xuống hàng gió tuyết trở về đây để làm gì để kể cho bà nghe một câu chuyện tình câu chuyện gì chuyện gì tôi quên rồi mày đi chuyện ban đầu của người con gái chuyện thương đau của một kẻ đắm tình đến qua tôi đã về bên họ hẹn cũ thì mới hay tin cô gái đã sang sông.
cành hoa thân thương của đài gia đình dành tặng cho đào chủ Thanh. Sếp biết là chương trình vậy? Chiến công thầm lặng hả? Chiến công thầm lặng. Để Thanh hỏi cái chương trình còn hát được hơi dài nữa không? Anh Khương Dừa ơi, bây giờ mọi người yêu cầu chiến công thầm lặng. Anh Khương Dừa ơi, anh hãy cho em hát nữa không nào? Mày hát luôn rồi mày hỏi tao gì nữa? Mày hát đi. Mày hát hay quá, giờ con mày xuống rồi mày không có đi về hết sao? Người sinh nhật cho nó buồn heo sao? Đúng không? À, tao thấy có hai cái đứa bạn của mày đi chung đó hay dạ? À, đúng rồi, phải không? Mày giới thiệu đi cho bạn con bác biết thôi. À vậy hả? Ừ. Rồi nếu anh nếu như chú hai ép quá thì mời lên. Dạ mời chú Hùng lên hát chiếc đoạn thôi sự yêu cầu của khán giả. Chiến công thầm lặng, vỗ tay với chị ơi. Chú hai giữ trời, chú hai đúng rồi, không giấu gì chú hai đi chơi trời á. Tao thấy hết, tao dưới tao thấy hết rồi. Cho có hình luôn hả? Dạ. Trời ơi, để tao làm âm vô cho mày. Dạ dạ. Cảm ơn chú hai nhiều chú hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sức cho đường cô tất cả quý bà con cô bác, bạn gia đình rất là nhiều. Bạn ơi tên gì giới thiệu coi. Vũ Hùng. Trời ơi Vũ Hùng hát hay quá, Vũ Hùng bay hát hay quá ha. Cảm ơn bay nhiều nha. À, cảm ơn chú Hai Phương Dừa đã giao duyên tạo điều kiện cho Đào Vũ Thân cũng như là tất cả anh em chị em nghệ sĩ để góp mặt về đây. À, một chương trình rất là đặc biệt, hội ngộ ngôi sao miệt vườn được tăng ngộ bà con cô bác ở đây rất là vui, rất là ý nghĩa, rất là tràn đầy hạnh phúc nhân dịp xuân về. Và chúc quý vị lúc nào cũng giải sự như ý, tỷ sự như mơ, công việc nên thôi cuộc đời như nhạc, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Rồi, cảm ơn mày. Rồi, chú ơi, cảm ơn mày. Chúc cũng hay nữa, nó nghe nè. Dạ. Cái sớm của chú Hai yêu văn nghệ lắm. Dạ. Cứ chiều chiều là bố bác cứ tập trung đây uống nước không gió rồi cùng giao lưu văn nghệ. Mốt bay có thời gian á rủ Hùng Vũ Hùng đó qua giao lưu nghe không? Dạ, cảm ơn chú Hai. Ừ, cảm ơn mày nhiều. Bữa nay dạ. Vui quá, vui rồi. Mãi mày lắm phải không? Dạ, cảm ơn chú Hai rất nhiều. Cảm ơn chú Hai. Rồi, dạ. Chào cả nhà nha. Dạ, cảm ơn dạ. Mới biết nãy tao kêu cho mình mày hát nguyên chương trình luôn rồi.